Làm gì vậy đại ca? Chuyện gì nữa? Sao? Hôm bữa không nghe mẹ nói hả? Nói gì? Kêu không có vàng thiệt thì mình chơi vàng giả. Trời, lấy bằng dây xích luôn hả? Chứ sao? Bây giờ nè. Biết gì dây xích gì không? Dây xích chó. Không, dây xích chó kia kìa. Dây xích này dây xích thủ chị ơi. Đi hả? Đưa dây xích chó. Em chào ở nhà nha. Tại vì hôm bữa cả nhà, mẹ Hương em kêu là lấy tiền từ thiện làm mua vàng cho mẹ Hương, mẹ Hương chịu nha. Mẹ Hương chửi, mẹ không chịu. Mẹ Hương kêu là có làm sao vậy đi, có nhiều chơi nhiều. Thì nay em mới xin được mấy cọng dây xích nè, với mua cho Sơn vậy. Bây giờ mình sơn cái cọng dây xích này thành nguyên cọng dây xích vàng luôn nha cả nhà. Để hai bà bữa nữa tới đám cưới anh Sơn ơi. Hải Ca đeo một cọng, Bí Yến đeo một cọng, mẹ Hương đeo một cọng. Lấy le với ngoài nhà vợ anh xong báo như thế nào. Gà đeo vàng cho lé mắt rồi chơi. Cho mấy khách đó, mấy người khách đồ á. Cho chỗ vàng đó trời. Không, tao nhìn vô tao tưởng anh bị khùng á. Khùng cái gì quá, sao đeo? Cái này là đại gia đó. Da gà, da vịt chứ chứ đại gia gì. Trời ơi, thanh niên. Nói chứ bây giờ em sơn mấy cọng dây xích này để một hồi em ghẹo mẹ Hương thôi nha cả nhà, chứ không có ý gì hết nha. Với em đấy le luôn nha cả nhà, xem là tí nữa anh Sơn báo về như thế nào nha cả nhà. Đợi em xíu, đợi cọng dây xích thì nó khô em đi đặt nó quay nha. Chú đi canh mẹ đi, chưa xong. Chưa xong à? Mẹ ra là nói em liền nha. Ok la. A few moments later. Ủa, hai có báo sáng rồi đâu anh hai? Ừ. Nhớ lắm mà hả? Nhắn hỏi. Ôi chi đừng hỏi mệt nữa, vô báo rồi mệt chứ. À tôi thấy làm lại làm liên các bạn. Sao nhắn làm gì? À, đi rồi. Báo nữa chứ làm gì, nhắn vậy đâu mất cái luôn. Nó gần mình cho mình có gần nó được đâu mà. Mày không thấy con báo đâu nữa hả? Thấy hài đưa làm lại làm lé nó làm gì vậy? Ôi không thấy vậy khỏe tôi đi ngủ. Đã giọng hay không? Đúng rồi mẹ. Trời ơi, ngủ từ sáng tới 9 giờ. Ngủ rồi sáng 9 giờ nó thiên không? Trời ơi, không. Thằng Nhí nó dậy mà chưa dậy nữa mà hỏi. 9 giờ con kêu mới dậy. Dạ. Ôi, nào. Chú Hải con dỗ mẹ, mẹ mới giật người mẹ dậy. Không, mà không có ngủ miếng nào nữa. Không có ngủ sáng thôi. Dạ, thôi. Chết đâu chết trời. Ở đâu mà một người vậy ông ngoại? Mướn. Trời ơi, mướn nhảm nhảm vậy. Để sáng giờ bà lắp lo, lắp ló ông nó bày la hai bên. Ra lắp đét bởi cũng đâu lắp ló chứ. Nè con cho mẹ cộng. Ba đeo qua thụng người cổ qua xuống nè. À, đám cưới hai đeo. Xích chó mà bà đeo. Xích chó, xích chó. Cộng với vàng đàng hoàng. Với vàng đeo tao chi? Vàng. Quấn giống như quấn chó. Cùng á. Đó, đi. Ôi, cho này. Cho cái kiến nữa. Trời à. Đợi gì đâu vậy? Đem cưới. Giật tới lại không có lỗ mũi cho đến cái kiến bây giờ nè. Làm xui thấy đường đâu mà nói chuyện. Con ơi, con lấy, con lấy. Con lấy. Thấy đường. Ô hô. Ngầu dữ à. Thấy đường mà cái lỗ mũi nó xẹt quá. Con thấy có lỗ mũi đâu trời. Con đừng rớt mất kiến á. Con cho cộng nữa nè. Con lấy, con lấy. Trời ơi, mình hôm bữa mày nói làm sao? Mày kêu là có nhiều chơi nhiều đúng không? Làm gì làm đó, mình có gì mình chơi đó. Thì bây giờ hôm bữa con kêu là con lấy tiền từ thiện mẹ không cho. Bây giờ là con mới mua cọng dây xích, cọng sơn sơn nè. Có cái giống vàng ai đâu biết. Trời hết luôn. Trời lớn luôn. Ừ. Ai có cái nhiệt mới được. Mà nó mua xẹt quá, đeo kiếm kỳ quá. Kệ, ừ đi luôn. Đó. Này, nè. Ai có cái nhiệt ha. Dạ, ơi, khỏe không? Ủa, về nè. Mốt ra gặp chị xui là phải vuốt lên vậy nè, giống như chị Kiều đó. Đó. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có được, mẹ sẽ bắt chó bắt mẹ. Hải Ca, mày chơi chơi gì kỳ vậy? Kệ còn có cái móc. Ồ, có cái móc luôn. Quá dữ, quá dữ. Ra này bà xui, bà thấy bà lạ
tại vì bữa mày kêu mình có sai cho vậy, bây giờ mình không có vàng thiệt, bây giờ mình chơi vàng giả đi. Chơi vàng bây giờ mình không có vàng thiệt, mình chơi vàng giả đi, chơi đỡ đi. Chơi về tao cười tao mày ơi. Gì đâu cười. Tao gỡ ra đi 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 chồng đầu quấn ra mà. Gì không được hả? Cái này cho cha mày đeo đi, cha nó muốn tao đeo được. Trời ơi. Mất mẹ nó mũi. Nhìn cái kiến lại rớt cái kiến bây giờ. Ông đeo thử coi. Rồi. Ông có đâu mũi mà. Mà vàng này được nè, đeo lấy le. Thôi. Tôi đeo ngầu rồi á. Lấy le thôi. Le gì mà le? Lấy lè cho người ta lé mắt luôn. Ta tưởng cho bắt chó ta kêu bắt chó rồi bắt ta kêu. Mẹ đeo đi mẹ, mày đem mày được lên TV luôn á. Ừ. 60 giây á. Kêu cái này cũng 2-3 kg á. Rồi mà la. Làm đi. Trời ta mà chơi trời. Thôi mày tặng anh hai mày đi. Trời ơi, con hiểu mày đâu. Mốt lên con nói mày nè. Rồi. Công nghe đã có cái móc rồi. Mày biết cái này à con hả, bởi một buổi sáng không? Cái gì mà thịt cơ không đều mà có chỗ không xét. Rồi ơi. Đây nè, rồi ơi. Về không không? Mày kêu nè, đi nè, mốt mẹ mẹ nè. Không, mẹ bỏ trong cái bụng mẹ mà ôm nè, kêu kêu bây giờ mẹ rút ruột con mẹ tặng cho con dâu mẹ. Mày rút ra cái mày nè. Cái mày đeo cái đầu cắm đầu xuống. Đầu cũng ra cái mỏ rồi nó dẫn luôn. Được cái lè thì ngon à. Cha mày làm thử coi. Được. Tặng hai kia. Tôi không có biết xài vàng. Ừ. Giống bụng nè, không cơm xuống cho dễ, còn giống nhiễm nặng vậy á. Ừ. Đi ra. Rút cuộc ra, rút cuộc ra. Ghê quá mẹ ơi. Đeo cổ anh hai vậy nè. Nó chê rồi. Vàng chỗ đen chỗ trắng chỗ khác là nó chê chỉ lồng chó. Sắp tới ngày ăn nói là canh tiếng. Rồi xuôi rồi, tôi xin phát biểu ra lại ơi. Vàng đâu đeo? Mẹ chứ để chơi. Vàng đâu đeo? Trời ơi. Mua vàng xuề á. Xài mắc lắm á, 200-300 ngàn cộng luôn á. Đẹp hơn cái này. Thôi người ta thích vô cái quê đó mẹ ơi. Thích cái quê. Ai mà lại thích tao? Tao không. Cùng. Lấy cũng thích. Con mẹ thích, mẹ cho ai mẹ. Người đeo mới thích á. Vậy không được hả? Không. Vậy giờ làm sao ta? Thôi. Phải lấy le chứ. Le gì mà le bạn mà đi xích vò chó không mà le. Thôi cái nào mày cũng không chịu hết á. Mua kim cương, ngọc tròn mẹ đeo đi. Không đâu dày cũng chê. Mẹ đeo. Ủa sao dài vậy hả? Mẹ đeo được có 2 tầng. Trời ơi, con mới đeo chi? Bà phá vàng rồi, mới đeo đi. Không, không phá hả? Không. Đúng hả? Được rồi. Thôi, bà đeo đi. Ờ, mày tặng lấy đi. Ừ. Con lấy, con lấy. Bà đây. Không. Cậu hôn em gì đi. Cậu hôn bằng cộng với sức chó, bằng vàng rồi đòi gì nữa. Không. Quá lớn, chơi lớn luôn rồi. Trời ơi, ba móc đây. Mày mày xuống qua kia ngồi đi mày. Thường thường không mày ngồi đánh đau chết luôn chứ. Sao mày lên đây coi. Nhanh nhanh lại đây lên. Đeo gậy cổ luôn. Xuống tóc ra sù sù ra. Xả tóc ra. Xả tóc ra. Xả ra. Xả ra coi thử coi. Thôi bật vô rồi. Thôi sù á. Ừ nè, đeo vô. Ờ, cô Út nè, cô Út nè. Thôi, nghiêng lên. Ô. Quay dữ ta. Vậy thôi, tôi bị út ở nhà đi không cho đi đâu. Đó vậy nè. Mặt bà ơi. Cô út lớn sao đem dữ vậy? Đem được hả? Được cái gì mà được? Có cái đẹp mà. Phá vàng đeo đi. Giống Việt Kiều á. Hả? Giống Việt Kiều á. Tỷ ta, để con suy nghĩ coi. Như bên Lào mới về. Ê, như con kia luôn. Sao anh ai không nặng món quà nữa? Ờ, nặng quá, không nhận nổi rồi. À, con đi mua, tôi giúp tao về con Sơn. Giúp vàng đúng hả? Sơn, Sơn màu vàng á. Ai đeo? Mẹ. Dạ, mày Sơn chiếc xe của ba kìa, đứa đó ba chạy đứa bệnh. Gốm. Vậy là độc lạ bình dương. Cái này không chịu, mà cái kia cũng không chịu. Cái này bỏ vô hộp đi, bữa ra lại. Sao vậy? Không phải làm gì? Tình cho bứng mặt con cái gì mày cũng không chịu á. Không chịu mà phá cái vàng. Ờ. À.
không có vàng thiệt đeo vàng giả đỡ đi. Thôi chẳng là không đeo đẹp thôi. Cũng vừa vừa thôi thì giả tân. Giả trần cứ vậy. Thì đó. Thế giờ đen nữa thì có hết. Vàng thiệt không sao lỗ nó mới khác á. Thì mày đeo gì vàng trắng không? Chị không chịu hả? Thôi không được. Bây giờ đeo gì trời? Này nó mà đeo mấy con chó được. Nào cũng chịu hết á. Ok nha, thì nói chung là Hải ca không phải mấy con dây xích chó nha cả nhà. Mấy con dây xích này là mấy con dây xích mà gào cửa rồi cả nhà. Nhưng mà bị dư á, Hải ca lấy về, Hải ca chặt mày thôi chứ mà xích chó nha. Mất công cô chú anh chị kêu em mất dạy nó không có nha cả nhà. Thôi bây giờ Hải ca xin kết thúc video đây nha. Thì đây chỉ là một cái màn cho Hải ca chọc mèo cho vui thôi nha cả nhà, chứ không có ý gì hết á. Mong cô chú anh chị hiểu cho nha. Thôi bây giờ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Nếu như mọi người thích cái video này của em, cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Bye bye, tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye cả nhà.